Ở đội tuyển đẹp sẽ bài sơn qua sân thiên nhiên của Thanh Hoa và ông Cố Phủi Hồi Lan Thạch Tét. Còn đội tuyển đẹp sẽ Yên Sơn thì có sự xuất hiện của vận động viên Bảo Long đến từ Quảng Bình và vận động viên Thành Trần Hải Thành Con. Ban tổ chức cùng xin mời quý khán giả nào có phương tiện mang biển số 48412 chúng ta di chuyển xe để bán tập trung đi lại một lần nữa. Không có mắt đứng quên được. Khi thông báo cho chủ phương tiện xe 84412 chúng ta đã di chuyển phương tiện để cho cơ quan đi lại. Xin cảm ơn. Điểm cho Yên Sơn 1-0. Một pha chặt bóng không thành công của Bảo Long. Điểm cho Bài Sơn 2-1. Và như vậy là theo quyết định của trọng tài là điểm cho Yên Sơn. Một pha chặt bóng quá chân. Điểm số là 1-2. Hai một. Tiếp tục điểm cho Yên Sơn 3-1. Đổi một điểm lại cho Bài Sơn 2-3. Nhưng mà điểm số là 3-0 cho Bài Sơn. Cứ nước muốn chỉnh sửa cho đẹp nữa. Trời ạ. Lần này thì Bảo Long đánh bóng ra ngoài. Điểm cho Bài Sơn 4-3. Đã bộ ảnh đẹp rồi. Mình nói vậy anh chỉnh đẹp anh hồng. Anh chỉnh cho xấu rồi đăng lên. Các bạn cho anh muốn tặng. Tặng anh đưa em chỉnh cho. Yêu thế muốn chọn đi. Quả lại có tin rồi đó. Em của em chỉ muốn chọn. Đánh bóng có phần may mắn. Điểm 4-0. Thằng chạy nhảy hình. Đánh bóng chạm chắn máy ra ngoài. Tiếp tục đổi điểm cho Yên Sơn 5-4. Một pha phối hợp rất đẹp mắt của MC Bài Sơn. Điểm 5-0. Dừng tèo. Bảo Long đánh bóng tốt. Điểm cho Yên Sơn 6-5. Đây là hai đội tuyển đã có một chiến thắng làm hồn ở buổi sáng ra quân. Rất đáng tiếc một pha đánh bóng không thành công. Tiếp tục điểm cho Yên Sơn 7-5. Đánh bóng tốt, điểm cho Yên Sơn 8-5.
nó bỏ chân ra đây được đấy, hiểu không? Bỏ chân sang bên kia đi. Sang bên nhận cũng bỏ. Một pha trên bàn rất ngầu hứng. Thành công tốt, điểm cho Yên Sơn 9-5. Ano đội tuyển FC Yên Sơn. Ở trận đấu này họ thi đấu rất hay. Sau trận đấu này sẽ là cuộc đụng độ giữa đội tuyển FC Lanh Lục Sơ Bón và FC Trung Sơn của Hoàng Phi. Bài Sơn đánh bóng tốt, đổi một điểm lại cho Bài Sơn 6-9. Họ là họ đánh cánh giải ba luôn. Rồi chiên thì xong bóng bảng quá. Địch là chiên thì xong bóng bảng đấy. Chẳng mái đánh đến đúng kể. Bảo Long đánh bóng tốt, điểm đổi cho Yên Sơn 16. Rất đáng tiếc, một pha đánh bóng ra ngoài, đồng điểm lại cho Bài Sơn 70. Rất thông minh, điểm cho Yên Sơn 11-7, một pha xử lý rất hay của Bảo Long. Rất đáng tiếc, một pha bỏ bóng hơi khác của Bảo Long, đổi điểm lại cho Bài Sơn 81. Chặn bóng không thành công, tiếp tục đổi điểm cho Yên Sơn 12-8. Bóng ngoài 13-8, như vậy là FC Bài Sơn chỉ đội lần đầu tiên ở trận đấu thứ nhất, trận đấu thứ 7 của buổi chiều hôm nay. Đọc nhầm tên này, đọc nhầm tên. Anh đọc đội tay chỉnh nhắn đọc Yên Sơn. À đọc tên riêng. Có thể cầm nửa tỷ đó mà cứ đắp tí hỏa. Không biết tài thì trong đi ghi rồi chứ. Ảo thế. Trong đi ghi... Đấy, trong đi ghi Bài Sơn thì Yên Sơn thì mình phải đọc với nhau. Tài chỉnh rất nhanh. Anh lúc chuẩn bị có một vẻ loài đấy không? Loài của bạn. Nếu máy đi thì có thể là những váy nhiên mua máy mới. Loài của chị cũng Thành Quang tiếp tục phạt bóng cho em sẽ tài chỉnh rất nhanh. Dương Dèo đánh bóng hỏng, đổi một điểm lại cho Bài Sơn 93. Bảo Long đánh bóng tốt, điểm đổi cho FC Tài Chính Đức Nhân 14-9. Bóng ở trong sân sau pha dứt điểm đã thành công của Thanh Hoa, điểm 10-14 cho Bài Sơn. Và Vũ Trí Kim Mời đội tuyển Lanh Lục Sơ Bón và FC Trung Sơn chúng ta tiến hành khởi động ở ngoài sân. Đánh bóng tốt, điểm cho Tài Chính 15-10.
thay mình. Tôi phải đọc cái này nó rất là đọc tay chỉ được dẫn trang Việt. Sản vòng ra ngoài đổi một điểm lại cho Bài Sơn 11-15. Tài trình Đức Nhân đánh vòng ra ngoài tiếp tục điểm cho Bài Sơn 12-15. Bảo Long đánh vòng tốt đồng điểm lại cho Tài trình 16-12. Phan Thành đánh bóng tốt, đổi một điểm lại cho Bài Sơn 13-16. Bảo Long đánh bóng tốt, đồng điểm lại cho Tài Chính 17-13. Thành Con phạt bóng bắn điểm trực tiếp, điểm cho Tài Chính 18-13. Chặn bóng thành công, điểm cho Tài Chính 19-13. Và như vậy là trận đấu thứ 7 đã xảy ra một bất ngờ, một trận đấu rất hay của FC Tài Chính Đức Nhân. Lối chuyền hai, điểm 20-13. Và theo quy định trọng tài, điểm cho Bài Sơn 14-20. Hết. Đánh bóng ra ngoài, điểm cho Bài Sơn 15-20. Chúng theo đánh bóng tốt, với như vậy là kết thúc trận đấu thứ nhất. Tài Chính Đức Nhân đã vượt qua FC Bài Sơn với tỷ số chung cuộc 21-15 và có đó tạm nhận được với tỷ số 1-0. FC Bài Sơn là FC thi đấu trong quốc áo của nhà xe Đông Triều. Chúng ta tiếp tục quay trở lại sân để đón xem trận đấu thứ hai, trận đấu giữa FC Bài Sơn của nhà xe Đông Triều gặp đội tuyển Tài Chính Đức Nhân. Ở trận đấu đầu tiên thì FC Tài Chính Đức Nhân giành thắng lợi với tỷ số 21-15. Và đây là những diễn biến của hiệp 2. Thành Đen đánh bóng tốt, điểm cho Bài Sơn 1-0. Và chúng ta thấy ở FC Bài Sơn cũng đã có sự thay đổi vận động viên. Vận động viên mang áo không số đã rời sân và vận động viên mang áo số 6 đã vào sân. Chúng ta đang xem trận đấu diễn ra ở sân của công ty 495 đối diện với trường Trung học phổ thông Đô Lương 1. Điểm số là 1-0. Thành Con phạt bóng. Phá chỉ lý bóng rất thông minh của Thanh Hoa, điểm cho Bài Sơn 2-1.
vòng một trận rất hay của Bảo Long, điểm cho Tài Chính 2-2. Câu trả lời của Thanh Hoa, điểm cho Mai Sơn 3-2. Điểm cho Tài Chính 3-2. Bóng nhẹt là những món ăn đặc sản của bóng chuyền đồ miền Nam. Cả Thạch Đen lẫn Bảo Long đều rất am hiểu sự cứu này. Thạch Đen vẫn chưa thành công. Dùng theo Thạch chuyền 2. Lần này thì Thạch Đen chặn bóng thành công. Đổi một điểm lại cho Mai Sơn 3-4. À, xin lỗi mọi người, là 4-3. Sau đó thì Mai Sơn phạt bóng hồng, điểm cho Tài Chính 4-0. Mai Sơn thành bóng tốt, tiếp tục đổi điểm cho Mai Sơn 5-4. Chúng theo xử lý bóng tốt, điểm cho Tài Chính 5-0. Đến lượt Thanh Ngón phạt bóng hồng, đổi một điểm lại cho Mai Sơn 6-5. Dùng theo đánh bóng tốt, đổi một điểm lại cho Tài Chính 6-0. Phạm Phong Hồng, điểm cho Mai Sơn 7-6. Đánh bóng tốt của Bảo Long, điểm đổi cho Tài Chính 7-0. Trận bóng rất hay của Bảo Long, điểm điểm cho Tài Chính 8-7. Chiều nay vận động viên Bảo Long thi đấu rất hay. Bảo Long đến với chúng ta từ Bố Trạch, Quảng Bình. Thành Đen ghi điểm 8-0 cho Mai Sơn. Bảo Long từ xã Bố Đơn, Bố Trạch, Quảng Bình.
Ôi đằng Sơn nó ngon, ngon lắm nè. Trận bóng không thành công. Điểm cho Tài Chính 9-8. Điểm cho Tài Chính 18. Và như vậy là FC Bài Sơn của Nha Tre Đông Kiều xin được dừng hội lần đầu tiên ở trận đấu thứ hai với điểm số ghi nhận 80. Chúng ta tiếp tục trở lại sân để xem những diễn biến tiếp theo. Trận đấu lúc này đã là 13-11. Em đừng đi lại nữa cho đồng tay chứ. Đây rồi. Rồi. Rồi nó. Đây bóng tốt của Bảo Long. Đồng điểm lại cho Tài Chính 12-13. Bóng ở trong sân 13 đều. Đến lượt Thanh Con phạt bóng hỏng đổi một đội cho Bài Sơn 14-13. Kẹo bỏ lên. Bóng ở trong sân 15-13. Bóng ra ngoài và như vậy là theo quyết định của trọng tài điểm cho FC Tài Chính 14-15. Và theo quyết định của Đồng Nai thì pha bóng này đánh lại điểm số vẫn là 13-15. Chúng ta cũng nên hết sức thông cảm cho lực lượng Đồng Nai bởi vì pha bóng diễn ra rất nhanh và nếu như không thể quan sát thì chúng ta đánh lại là hợp lý. Câu trả lời của Bảo Long đổi một điểm cho Tài Chính 14-15. Không thành công của Bát Thành. Một cắt luôn. Tôi bật bám vào mũi đắp chết. Thành có phạt bóng với điểm số 15 đều. Một pha phạt bóng không có lời đột điểm lại cho Bài Sơn 16-15. Nó chạy cho một người vợ.
Đấy. Một pha xử lý rất hay. 16 đều. Quả bất ngờ rồi. Và như vậy là điểm số 16 đều. Chắn bóng Thanh. Sóng nhiều. Ngoài. Sóng nhiều. Sóng. Không, tư nhẹ em ơi, sẵn không ơi. Sóng. Tư nhẹ em đi. Tư nhẹ em đi, sẵn. Sóng. Theo quy định của trọng tài thì điểm cho Bài Sơn 17-16. Theo quy định của chúng ta thì điểm cho Bài Sơn, đề nghị các khán giả không liên quan chúng ta ra khỏi sân. Thành thế Phan Bóng Hồng điểm cho Tài Chính 17 đều. Mày trái không anh? Lại do đi, lại do đi. Văn Thành đánh bóng tốt, điểm đổi cho Bài Sơn 18-17. Anh nào ông bao đấy? Ông bao số 7. Bảo Long đánh bóng tốt, điểm 18 đều ở trận đấu chiều nay. Vận động viên Bảo Long thi đấu rất hay. Xử lý thành công của Văn Thành. Đồng điểm là cho Mai Sơn 19-18. Khán giả cho đôi một tràng pháo tay. Anh đem đòn nhé. Đồng tài có trọng lực băng minh lần biến. Chân bóng ra ngoài 19 đều. Đấy rồi, thẳng lên anh Thành ơi. Thẳng lên xếp mà nuôi hy vọng. Ai ăn vào thì ai tặng. Thành ném có thú ra loài á. Thú hai thống ra loài. Trời ơi, trong cái thẳng. Đến gần. Ôi, 20-19, chúng ta có thấy bản lĩnh của Văn Thành. Thành trắng lên. Đấu vội. Thành trắng lên. Anh điểm được tiếp. Thành công rất hay, không thể chặn được vận động viên Bảo Long ở trận đấu này. Điểm số 20 đều. Chặn được một quả thôi. Anh Thành chặn về một quả hả? Anh Thành chặn về một quả thôi. Điểm cho Tài Chính 21-20. Và như vậy là nhà sẽ Đồng Kiều chỉ nổi lên cuối cùng ở trận đấu thứ 2. Đề nghị một khán giả chúng ta quay chúng ta tắt đèn bật flash. Đề nghị một khán giả đội mũ hồng chúng ta quay chúng ta tắt đèn flash. Tỷ số lúc này là 21-20. Nếu như tiếp tục tranh thắng lợi ở trận đấu này thì đội tuyển Tài Chính sẽ ghi tên vào vòng sau. Đánh bóng tốt, điểm 21 đều. Quả trận những cái bấm phải bay bên đấy thì. Em mà kêu thì em cứ cầu vụ đời một lớp đời là thủ ấy nhá.
Điểm cho Bài Sơn 22-21. Cái này dành cái sạc ngắn chẹp đâu kìa. Cục sạc đã nắng. Cục sạc Dự Phong ở bên đấy ngắn chẹp bên đấy. Có chẹp vào cho vui. Dưới trên cho bồn lấy cho bồn bỏ đánh. Để cái này cũng không được. Để Văn Thanh đánh bóng không qua lưới, điểm cho Tài Chính 22-22. Và như vậy là Thành Đen đánh bóng 5-2, tiếp tục điểm cho Tài Chính 23-22. Điểm cho Bài Sơn 23-23. Chuyên cho dùng tèo, động động điểm này. Rất hay của Bảo Long 24-23. Số 4 đâu? Số 6 nha, mà có số 6 ấy. Số 4 có nghĩa là đánh em VT số 4 á. Đã biết dành nó đâu. Facebook là dùng teo luôn, người đâu lướng luôn. Năm 2 2 tư đều. Mà thôi. Bạn ấy nhảy lên mặt cắt nó vọng. Còn những thay đổi cháu nhé. Giọt thêm lớn này. 25-24. Cách tính hay đánh đóng là đúng rồi thật. Đóng rồi. Còn đột một đóng là đột chỉ đóng. Đúng được. Bên đây thì bình thường như bình thế này. Tặng luôn. 25 đều. Quả quả 200 tiền nhá. 25 đều. 4. 26-25. Quả đẹp vừa nhục. Bắt lúc 1 lên năm thẳng mình mong. Thôi là đang để anh Thành cái này sao cũng đủ ạ. Bảo lắm đánh bọc. Cà chê cực mạnh. Đang để anh Thành nhảy sáng cửa nhá. Có 4 luôn. 6. Con. Vậy là chiến thắng chung cuộc 2-0 nghiêng về FC Tài Chính Đức Nhân, và xin chúc mừng Tài Chính Đức Nhân và xin chia buồn với FC Bài Sơn. Chúng ta tạm nghỉ từ khi theo dõi trận đấu thứ 8 của buổi chiều hôm nay.